Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ. Và hôm nay thì tiếp tục sẽ lên cho cả nhà mình các phiên bản với form kiểu dáng đơn giản này nhưng mà lại rất là sang trọng, lịch lãm. Ngoài ra thì sẽ có các cái thiết kế nó cũng sẽ rất là độc lạ với các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là của Red Tiger, Olympian Note, Carnivan, Seiko, Orient, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Thì mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858 4Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Và với mảng sản phẩm đầu tiên thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình, đó là một phiên bản của Morozekadi. Cũng khá lâu rồi thì em cũng có về lại cho cả nhà mình ở bản Moro này. Đây là phiên bản Moro với thiết kế chạy 6 kim với đầy đủ chức năng, đó chính là kim 24 giờ cộng 1 ngày, kim dây chạy chrono và thời gian đo tốc độ tối đa cũng sẽ được hiển thị ở trên góc 9 giờ. Bản này thì mới nguyên và chưa qua sử dụng. Nhưng mà cái này thì nó lại không về hộp đâu mọi người nhá, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Và với bản này nó có một cái rất là hay, đó chính là cái phần kim cọc số này. Trong điều kiện ánh sáng kém là buổi tối nó dã quang cực kỳ là sáng luôn. Với phiên bản này sẽ sử dụng dòng kính cứng cường lực, thế nhưng mà cái độ chống trời chống sức của nó cũng phải đạt được trên 80%. Mà thứ hai nữa là cái độ chống va đập của nó rất là tốt, tại vì là nó sử dụng kính của hãng. Đấy, bản này nhiều cố định nhá. Bản này là nhiều cố định này, núm này, bản này là solar pin năng lượng mặt trời, chứ nó không phải là bản pin 6 kim giống như các mẫu khác đâu. Đây là mẫu 6 kim pin năng lượng. Đấy, vì thế cho nên là tuổi thọ pin của nó được rất là lâu. Đây là cạnh núm này, mặt trước này, mặt sau chronograph solar, độ chống nước là 13 này, Zenis QK này, mã này, dây này, dây silicon nha. Đó, độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay. Ở đây nó có một cái tag của nó đây, solar độ chống nước này. Đấy, đây là một cái tag của nó. Đây nó còn cũng còn có cả một cái tag nữa, đây là mã MG065 này, MG065 này. Giá niêm yết tại các cửa hàng bên Nhật đang là 82.500 yên. Tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn chục triệu đối với phiên bản này. Vì các cái dòng solar pin năng lượng này nó có giá tương đương với cả một bản cơ. Đó, bản này có sai mặt. Mẫu này sẽ có size mặt, đó là size. Mẫu này thì sẽ có size mặt của nó sẽ là size 43 nhé. Và càng của phiên bản này là 49.8. Cái bản này dành cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu này, nên mọi người có thể đeo lên tay nhé, rất là đẹp luôn. Đây ạ, rất đẹp nha. Đó, mang một cái phong cách rất là thể thao ấy. Thì cái này các anh chị có thể là vẫn đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết, nhưng mà mình kết hợp các cái set đồ kiểu phong cách trẻ trung thể thao thì nó sẽ đẹp hơn. Bản này em đấu được giá nó cũng rất là tốt, và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.950.000, 1.950.000 nhá. Bởi vì các anh chị biết là bình thường các mẫu Morozekadi mà em đấu về đa số, kể cả các mẫu ba kim solar, thường đa số nó sẽ phải dao động rơi tầm khoảng hơn 2 triệu cơ, nhưng mà có chiếc này thì em đấu được giá rất là tốt, thì em cứ tùy theo từng phiên đấu thôi. Vâng, và bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó là ở mã 151. Mã 151. Tiếp theo sang ở mã 152. Mã 152 thì em lên cho cả nhà mình mã 152. Đó là một phiên bản của Red Tiger. Đây là một cái mẫu Red Tiger mà em có về là full hộp, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Và khi mà hàng tới nơi rồi thì mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Đây là bản 3 kim và 2 ô cửa sổ lịch nhé. Với thiết kế kính sapphire nguyên khối này, và kính của nó sẽ là dòng kính cong. Đấy, vì thế cho nên là để mà nói về cái giá thành của cái kính ấy, thì nó cũng khá là cao, chứ nó không hề rẻ. Vì là cái kính này nó là cái dòng kính mà người ta phải rất là cái gọi là chế tác rất là phức tạp ấy, chứ nó không đơn giản như là các cái dòng kính sapphire bằng. Đấy, đây là dòng kính sapphire cong. Và khi mà một người nhìn vào trong cái bản này, đó, nó tạo được một cái nét, nó có một cái gì đó, mình có cảm giác giống như mình có thể chạm được vào trong các cái kim này, cọc số của nó vị trí phía bên trong luôn. Cái này mọi người nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn nhá. Vì là do cái dòng kính cong này này thì khi mà em đang ngồi ánh sáng nó chiếu vào ấy thì nhìn mọi người sẽ cảm giác nó sẽ hơi mờ. Đấy, đây em để cận sát luôn để mọi người có thể quan sát này.
Đấy, đây là viền này, cạnh này. Rất là đẹp luôn. Nói chung là trong phiên bản này nó mang cái nét rất là vintage, nhưng nó lại có cái sự độc lạ ở trong phiên bản này. Và đằng sau đáy đây thì nó cũng sẽ có đầy đủ phần thông số. Về độ chống nước của nó là 10 ATM này. Mã chết của nó sẽ là RGA8239 nhá. Red Tiger Classic Vintage này, All Stainless Steel 24 Jewel, 24 chân kính. Đấy, đây là một cái bộ máy 24 chân kính. Và bộ máy này thì mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Độ chuẩn chính xác giờ rất là cao. Bởi vì chân kính của nó càng cao ấy, thì cái độ chuẩn chính xác giờ của nó, đúng không ạ, rất là chuẩn. Và cái thời gian tích cót của nó lâu, tốt. Dây da handmade thì mọi người nha, handmade này, dây da thủ công. Nên là với các cái bộ dây da thủ công là người ta làm rất là tỉ mỉ, chi tiết đến từng chi tiết luôn ấy. Nên là các cái đường chỉ khâu tay này, chốt khóa này, nguyên zin. Mẫu này mang một cái phong cách rất là thanh lịch nhưng mà lại độc lạ, size 41.5, càng của phiên bản này là 46.1. Đấy, và như cổ tay của em đây, em đeo lên tay này. Đó, một cái phiên bản của Red Tiger màu xanh nhá. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình là 4.250.000. 4.250.000. Bản này sẽ ở mã 152. Full hộp, giấy tờ, sổ sách đầy đủ. Đấy, thì nếu mà mọi người có nhu cầu mang đi tặng người thân yêu của mình thì cũng sẽ rất là ok. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 153. Với phiên bản mã 153 thì em lên cho cả nhà mình mã 153. Em lên một cái bản thép đi. Bản thép của Carnival nha. Thật sự với cả nhà mình là em thì em lên cũng khá là nhiều với các mẫu của Carnival rồi. Và các anh chị cũng đã xem ở các cái video trước đó. Nhưng mà phải công nhận một điều là các thiết kế các mẫu của Carnival rất đẹp. Đấy, cầm cái phiên bản thép lên ấy, nó có một cái gì đó nó rất là đầm tay, rất là chắc chắn luôn. Cái này mọi người, nói chung là em thì em hay về các mẫu phong cách dress watch nên là mọi người sẽ dễ đeo, tức là các anh chị có thể phối các cái set đồ trang phục nó rất là dễ, mà kể cả mọi người đi ở trong các cái công việc ấy nó cũng tiện cơ, kể cả mọi người đi chơi cũng đeo được nha. Kể cả mọi người đi làm cũng đeo các phiên bản này cũng rất là ok. Vì có những phiên bản nó sẽ phù hợp với phong cách cá tính, tức là chỉ có gọi là để đi chơi thôi. Hoặc có những cái phiên bản mà mang cái phong cách đó là nó kiểu như là kiểu phong cách của dòng doanh nhân hẳn đấy, tức là nhìn trông nó chững chạc ấy, thì cái đấy là mình lại đi làm. Còn nếu mà phối các cái set đồ ví dụ như là kiểu trẻ trung thì nó lại không hợp, đúng không ạ? Đấy, vì thế cho nên là em hay lựa chọn ở các cái mẫu mà phong cách dress watch là mọi người sẽ rất là dễ đeo, kể cả đeo đi làm đi chơi đều ok hết. Với bản này là phiên bản automatic có trợ có tay đi kèm, 3 kim và 2 ô cửa sổ lịch. Thì 2 ô cửa sổ lịch ở đây ấy, nó sẽ không nằm ở cái vị trí góc 3 giờ giống như các mẫu khác, mà nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ. Và nó có một cái thiết kế đó là cung vòng tròn, giống như là một cái chức năng trăng sao. Đấy, thiết kế giống form kiểu dạng chức năng trăng sao. Form bản này là phiên bản form Patek dòng Nautilus, đúng không ạ? Giống như là các cái cửa sổ của các cái ô tàu ngầm. Kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trơn chống sơ tốt. Mặt bên trong màu nâu trải đều các đường vân. Bộ kim cọc số sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Chi tiết niềm đá này nó sẽ là các cái viên đá baguette, đá ống. Và nó có các cái lách cắt, các cái góc cạnh của nó để đủ cái độ bắt sáng rất là đẹp, chứ nó không bị chói, bị rực rỡ quá. Và khi lên tay ở trong phiên bản này thì mọi người hoàn toàn yên tâm là đá nó sẽ không bị rơi hay bị rụng gì, vì nó đã nằm ở trong một cái cung vòng tròn này và nó nằm bằng phẳng với cả cái phần kính và cái phần viền bezel, nên là đá nó không bị nhô lên để mà ví dụ mình bị chạm vào đâu đó là nó sẽ bị rịa đá, đúng không ạ? Thì không có. Đây các chị thấy này, nó sẽ bằng phẳng như thế này. Đấy, đây là toàn bộ phần viền vỏ, dây chốt khóa đều được làm bằng chất liệu thép nên là cái độ cứng ấy của nó rất là tốt. Đấy, và dây của nó sẽ là dây phay xước. Cái dây phay xước này thì có một cái ưu điểm, đó là kể cả như mà mọi người lỡ có làm bị xước đi chăng nữa, nó cũng sẽ không lộ nhiều. Đấy, tức là cái kiểu dạng như là cái vết chảy xước này, đấy, thì nó không lộ lắm đâu. Đấy, nếu như mà mình lỡ có làm bị xước, bởi vì nó làm phay rồi, nó làm phay rồi, nên là nhìn trông nó có cái độ bóng sáng của nó đẹp. Dây này, chốt khóa này, nguyên zin. Ở đằng sau đáy nhé, đằng sau đáy này thì cái này nó đang lên tiếp đỉa. Dạ vâng, cái nó đang lên tiếp đỉa bởi vì các bản mà nó mạ vàng dày ấy, cực kỳ dày ấy, thì nó sẽ giống như là của vòng 10K ấy. Nên là nó sẽ lên tiếp đỉa. Nếu mà anh chị nào mọi người chơi về hàng si thì các anh chị cũng biết về các cái bản mà bọc 10K, 14K ấy, là nó sẽ hay lên tiếp đỉa như vậy nha. Em sẽ lau qua một chút xíu cho cả nhà mình.
Đấy, thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ lau, sẽ vệ sinh lại các góc này này, nó sẽ hơi khó lau một chút. Đấy, đây thì em xong rồi, em sẽ vệ sinh lau sạch sẽ lại cho cả nhà mình. Ở bản này thì sẽ có mô đun máy của nó sẽ là bộ máy NH36A của Seiko 24 chân kính, với độ chống nước của nó sẽ là 3 ATM. Với bộ máy NH36A thì nói chung là không phải bàn nhiều nữa rồi, đúng không ạ? Độ chuẩn chính xác giờ cao đấy, và nó là một cái bộ máy mà cực kỳ là bền. Chân kính cao thì cái độ chuẩn chính xác giờ cao, độ tích cót tốt, chữ cót của nó cũng phải đạt được đến từ 38 cho đến 40 tiếng. Bàn này sẽ có mã check đó là 8110G. Các anh chị có thể check đó là Caniva 8110. Thì cái Caniva 8110G ấy thì nó sẽ có nhiều màu, ví dụ như là có thể là G1, G2, G3. Đấy thì nó sẽ có nhiều màu. Ví dụ coi như là ở bàn này thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình bản màu mặt trắng, màu mặt xanh. Đấy, đúng không ạ? Thì đây là em lên cho cả nhà mình là bản màu nâu cà phê. Cái màu nâu cà phê này là một trong các cái màu mà bán cực kỳ là chạy của Caniva với phiên bản form này, vì bản form nâu cà phê này rất dễ đeo. Mẫu này có size mặt là size 41, càng của phiên bản này là 49.5, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó chính là 4.250.000, 4.250.000, mã 153, full hộp nha. Cái này mọi người có thể mang đi tặng, và cái thép của nó là thép đúc ấy, nên là cầm lên tay nó cực kỳ là chắc chắn và đầm tay luôn. Đấy, tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng nhé. Mọi người nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 154. Mã 154 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu pin. Mẫu pin, bản pin này là bản pin dây thép. Đây là bản của Seiko. Nếu như mà mọi người thích ở các cái phiên bản mà, tức là thích cái bản thép trắng nhưng mà nó có một chút đó là màu vàng vàng một chút xíu, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ sử dụng sang cái phiên bản Demi này. Vì bản Demi này thì nó cũng sẽ rất là ninh mắt, với cả hai nữa là cũng dễ phối đồ. Ở đây thì sẽ có hộp sổ đầy đủ, nên là nếu mọi người có nhu cầu mang đi tặng thì đều sẽ rất là ok. Vì các cái mẫu này thì em đều là các cái phiên bản mà mới, còn full hộp. Đấy, nên là mọi người tặng thì các thứ là đều ok hết nha mọi người nha. Đây là mẫu Seiko 6 kim. Bản này là phiên bản 6 kim pin kim trôi, chạy chức năng chronograph, tức là chức năng bấm giờ thể thao. Mặt này rất đẹp nha. Mọi người có thể thấy này, mặt đồng hồ này. Đấy, viền này. Cái màu vàng này thì nó không phải là màu vàng theo kiểu vàng gold, vàng chói, vàng chóe đâu, mà nó giống như là theo kiểu dạng như là vàng của vàng sắp banh ấy. Đó, nên là nhìn cho nó sẽ rất là đẹp nha. Đây là màu vàng của vàng sắp banh. Đây kim 24 giờ này, kim dây chrono, thời gian đo tốc độ tối đa này. Lịch ở vị trí góc 4.5 giờ này. Mặt kính này. Kim cọc số này. Niềng tachymeter. Đây là viền núm. Dây thì cũng sẽ có vừa phay xước vừa sáng bóng, sẽ kết hợp với nhau nhé. Chốt khóa này, nguyên zin. Đằng sau đáy đây thì nó sẽ có thể hiện phần thông số về độ chống nước của nó sẽ là 13. Oceanic Steel này, Moment Japan và Kei China. Thì cái Kei của nó ấy, thì nó sẽ là vỏ. Vỏ sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko, được đặt tại bên Trung. Bởi vì mọi người đều biết là các cái thương hiệu Seiko, Orange, Citizen, đúng không? Rất nhiều thương hiệu họ đều có trụ sở ở bên nước thứ ba hết. Vì thứ nhất đó là họ mở rộng thị trường, thứ hai nữa là họ cũng tiết kiệm bớt chi phí đi. Vì bên thường ví dụ như là họ có các cái ở bên Malaysia này, Indo này, Philippines này, đúng không? Bên Trung này. Đấy thì gần các cái nơi đấy thì các cái gọi là dân cư cũng khá là đông, nên là khi mà mình vừa mở rộng thị trường này, thứ hai nữa là tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đấy, thì đây là một cái phiên bản Seiko rất đẹp nha, bản đường Mimic 2 màu. Size mặt ở bản này sẽ có là size 39.5, càng của mẫu này là 46.4, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.600.000. Đấy, một cái phiên bản của Seiko. Đẹp không ạ? Rất đẹp nha. Em phải nói là cái màu demi, màu mix demi này này, rất đẹp và rất là dễ đeo. 3.600.000. Tiếp theo sang ở mã, bản này sẽ ở mã của nó sẽ là ở mã 154. Tiếp theo sang ở mã 155. Bản 155 thì em lên cho cả nhà mình
đó là một cái mẫu, tôi lên nốt mấy cái mẫu hộp này cho cả nhà mình luôn nhé. Đó là mẫu của Obilulo này, đây là một cái thương hiệu của Pháp. Thì cái thương hiệu này thì em cũng đã có lên cho cả nhà mình rất là nhiều rồi, và các anh chị cũng đã đều nhận được hàng ở các cái phiên bản của Obilulo. Thì mọi người thấy là thiết kế của Obilulo ấy, nó có một cái thiết kế nó khác biệt hoàn toàn so với cả các cái thiết kế của Thụy hay là của Mỹ, của Ý. Đấy, bởi vì kiểu của Pháp hay cả của Đức thì nó sẽ hơi kiểu nhìn giống nhau. Đấy, vì mỗi một phiên bản đồng hồ nó sẽ lại có một cái nét gì đó nó mang theo cái nền văn hóa của quốc gia đó luôn ấy. Đây là mẫu automatic và mẫu này cũng có cả trợ có tay đi kèm nha. Và bản này là bản 3 kim một lịch. 3 kim một lịch này, nó sẽ có đó là ô cửa sổ lịch và nó sẽ có kính lúp, đúng không ạ? Phóng đại đến 2,5 lần. Đấy, và đây nó sẽ ghi đó chính là Obilulo Conception Different. Bên trong bộ kim cọc số sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém, kính sapphire nguyên khối, đấy, và giúp cho đồng hồ chống trơn chống xước tốt. Và nếu như mọi người đang cần một cái phiên bản đồng hồ cơ với độ chống nước tốt thì các anh chị sử dụng sang ở phiên bản này cho em. Bởi vì ở bản này cái độ chống nước của nó này nó đạt được đến đó là 660 feet tương đương với cả 200m. Đấy, cái 660 feet tương đương với 200m về cái gọi là cái độ sâu ấy, tức là nó sẽ chịu được áp suất, tức là áp lực nước giống như là ở cái mức ở cái độ sâu là 660 feet hoặc là 200m, chứ không phải là mình thả được xuống làm là 200m. Đấy, mọi người nhớ lưu ý cho em nha. Bản này thì nó sẽ có một cái thiết kế đó là niềng xoay này, hiểu chưa? Nghe rất là đanh tai đúng không ạ? Núm gen này, và đáy của nó sẽ là đáy vặn này, tàu ngầm này, mặt đồng hồ rất đẹp luôn và nó mỏng nha mọi người. Đây là một cái mẫu máy cơ Nhật, thế nhưng mà nó rất là mỏng. Đấy, niềng đá của nó là niềng đá ceramic, núm gen, dây phay xước này, chốt khóa này. Đấy, chốt khóa. Đây là mặt sau. Đó, thì ở đây nó sẽ có đó là Dixi này, đúng không ạ? Driver 200m này, stainless steel này. Tất cả phần thông số này của nó sẽ đều được khắc chìm luôn ấy. Đấy, khắc nha, khắc chứ không phải là in lên vẽ đâu ạ. Nó rất là mỏng. Và ở đây nó còn có một cái rất là hay như này nữa này. Cái dây ấy, thì mọi người thấy không ạ? Cái dây này này. Cái dây này, đây mọi người mở ra. Đây nha, nó có thể tăng nhá, nó có thể là tăng này, tăng giảm dây nhá, rất là hay luôn. Không phải là mẫu nào nó cũng có cái kiểu form này đâu, vì là nó giống với cả của Rolex và Submariner ấy. Đấy, nó sẽ có cái tăng giảm mắt như thế này này. Đấy, mọi người đúng không ạ? Rất là tiện đúng không ạ? Và thường là chỉ cái phần tăng giảm đấy nó chỉ có ở những cái phiên bản mà kiểu dạng như là các cái dòng mà bơi lặn lội ấy. Đấy, thì nó sẽ có phần tăng giảm mắt như thế để cho nó cũng thuận tiện. Nên nếu mà mọi người cần đến các cái mẫu nào mà cái độ chống nước của nó tốt thì tốt nhất là mọi người sử dụng sang cái phiên bản này. Rất đẹp nha, mới nguyên zin luôn, thép trắng. Size mặt ở phiên bản này là size 39.8, càng của mẫu này là 48. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu là mọi người sẽ đeo ok, giống với form của Rolex Submariner. Bản này em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là 4.350.000. 4.350.000, mã 155. 4350 mã 155. Rất đẹp luôn ấy ạ. Tiếp theo sang ở mã 156. Phiên bản mã 156 thì em lên luôn nốt mấy cái mẫu, em còn một cái mẫu này nữa. Mẫu này là mẫu hộp nữa này, em lên nốt cái mẫu hộp này cho cả nhà mình này. Đây là bản của Olympianos. Về thương hiệu của Olympianos thì mọi người cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đấy, và hộp sổ của nó cũng sẽ có đầy đủ. Bản này thì mang form kiểu dáng giống như là của Hublot. Đấy, cũng là automatic có trợ có tay đi kèm. Sapphire crystal sơn nguyên khối nhá. Hai ô cửa sổ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đối với phiên bản này là sẽ sử dụng kính sapphire cơ tự động có trợ có tay đi kèm, form Hublot. Và mẫu này thì bên trong này nó sẽ bên ngoài nhé, nó sẽ có các cái chi tiết niềng của nó này. Đó, nó sẽ được nạm toàn bộ phần viền niềng đá này. Màu vàng là màu vàng của vàng sắt banh. Cái này thì em cứ tính cả cái càng cái tai của nó là 41.7. Còn nếu mà tính nguyên cái lòng mặt trong này của nó thì nó sẽ là 39.
càng của nó là 48.3. Đấy, viền, cạnh, núm này, mặt trước này, mặt sau. Sử dụng bộ máy của Seiko NH36A của Seiko 24 chân kính nhá, Olympian Nerd, kính Sapphire, Ocelis Steel. Đây là mã của nó này, thì anh chị có thể check theo cái mã này. Dây, đấy, dây của nó là dây silicone, khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Cái khóa này là khóa ẩn dây, khóa giống của khóa của Haplot luôn ý. Đây ạ, mọi người sẽ mở ra như bình thường, sau đó các chị luồn dây xuống phía dưới này, và tay mình đến đâu ấy thì mình sẽ lắp dây đến đó. Đấy, thì khi mà mọi người lắp dây xong ấy thì mọi người thấy không ạ, cái dây này nó sẽ nằm ở trong cái vòng cung này, và nó cảm giác nó rất là gọn, nó rất là tiện, chứ nó không bị phải theo cái đai điển, nó rất là rườm rà đúng không ạ. Đấy, nó rất là tiện là như vậy, và nhìn trông nó đẹp, nó trẻ trung nhưng mà lại cực kỳ là sang trọng. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 5,5 triệu, 5,500,000, mã 156, 5,5 triệu, mã 156, full hộp nha mọi người nha, cái hộp đỏ rất đẹp. Tiếp theo sang ở mã 157. Với phiên bản mã 157 thì em lên cho cả nhà mình ở hai bản này. Bản này nhé, bản này là bản cơ này, bản cơ. Bản cơ này là bản cơ của Fubo. Đó, thì với một cái thiết kế của Fubo Design thì đây là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Đây là mẫu automatic và cũng có cả chợ có tay. Cái này em về thì không có hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nhưng được cái là màu mặt nâu cà phê nó cũng rất là đẹp, rất độc lạ. Đó, Fubo Design có lộ cơ, đây là mẫu automatic này, có cả chợ có tay của nó đi kèm này, cọc số la mã này. Đây là núm này, mặt trước này, mặt sau, máy mi. Đó, Ocelis Steel nha, máy mi, máy 8N24. Đây là dây chốt khóa. Đấy, dây chốt khóa. Đây, cái dây đằng sau này là em dán giá trong một bóc, nên là nó sẽ hơi bị bẩn bẩn một chút xíu thôi. Nhưng mà cái này thì không sao, bởi vì là nó nằm ở trong cái cổ tay của mình rồi. Cái này là lỗi của em, nhưng em cũng sẽ sell luôn cho cả nhà mình mẫu này luôn. Size là 40.5 nhé, và càng của mẫu này là 48. Đấy, dây da này, màu nâu cà phê này, đeo lên tay rất là đẹp. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là cái này là giá em sell luôn cho cả nhà mình nhá. Vì bình thường thì các mẫu này nó sẽ phải dao động rơi tầm khoảng 2,8 triệu, 2,9 triệu. Nhưng mà do là cái dây em dán giá cho em bóc ra ấy, nó hơi bị kiểu bị lem một chút, thì mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 2,650,000. 2,650,000. Mã 157. Tiếp theo sang ở mã 158. Em còn bản nữ nữa đây này. Em lấy bản nữ đi trước này. Mã 158 thì đây là phiên bản của Zado. Cái này là Zado đời mới của nữ nha mọi người nha, Zado đời mới ạ, và nó sẽ sử dụng chất liệu tung ten. Kính sapphire chất liệu tung ten. Tung ten là ở các cái mắt này mọi người này. Đấy, tức là còn cái viền này ngoài này của nó là thép nhá, còn ở trong này của nó sẽ các cái hình chữ nhật này thì nó sẽ là chất liệu tung ten này. Đấy, đây là mặt trước này, mặt sau này, chốt khóa này. Cái bản này hình nhỏ xinh, dành cái này chỉ dành cho các chị nam nữ tay nhỏ nhỏ ấy, thì mọi người đeo sẽ đẹp, vì cái kính mọi người thấy không, nó là kính sapphire, mà khi ánh sáng nó chiếu vào này, đó mọi người thấy mặt kính này nó có cái đường vân rất là sáng này. Đây là mẫu Zado đời mới nên là nó sẽ có cái thiết kế kiểu như vậy. Zado thì nó là thương hiệu của Thụy, sử dụng Thụy. Đó, Zado này. Bản này thì em cũng sẽ để luôn cho cả nhà mình luôn, cho các chị nào mà nữ tay nhỏ nhỏ nha. Cái này thì nó không hộp, và em sẽ đựng vào trong cái hộp đỏ bên nhà em. Bản này là 2,3 triệu, 2,3 triệu. Mã 158. Sang ở mã 159, và cũng là mã hàng cuối cùng, thì em lên cho cả nhà mình đó là một bản của Moment Emotion. Đây là cái thương hiệu nội địa của Nhật. Ôi chết rồi. Cái bản Moment Emotion này ở đây nó sẽ có cái dòng chữ đảo ngược, đó là Hunter này, TikTok này, bởi vì nó trực thuộc của tập đoàn TikTok, và nó nằm trong cái bộ sưu tập Hunter ấy, tức là nó có một cái hình con nhện nhện như hôm trước em cũng có lên cho cả nhà mình rồi. Mẫu này thì mới nguyên, cái này thì chưa qua sử dụng đâu. Mọi người nhìn cái bộ dây này, chưa qua sử dụng nha. Đấy, mình nhìn dây là mình biết luôn đúng không ạ? Đây này nó còn siêu mặt này.
Đấy, nó còn ký cái siêu của nó. Đây là lịch ngày. Đây là lịch ngày nhá, lịch thứ 24 giờ một ngày. Bản này thì size mặt nhỏ thôi, cái này dành cho vai nam tay vừa và nhỏ. Size 37.6 tức là rơi tổng khoảng độ size 38, càng là 45. Ô, bản này rất đẹp. Đấy, mọi người đeo tay này, thấy chưa? 6 kim nhé. Em thật sự với cả nhà mình rất ít bản nào mà 6 kim mà size nhỏ luôn ấy. Bởi vì đa số là các mẫu 6 kim, đa số là sẽ là mẫu size to dành cho anh nam tay to. Nhưng đây sẽ là mẫu 6 kim size nhỏ. Đấy, dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Đây này, mọi người rút núm này, các chị xoay này. Đấy. Nó sẽ là chuyển lịch ngày. Còn kim 24 giờ thì mình sẽ biết rằng là lúc này đang là ban ngày hay ban đêm đấy. Đây là hơn 12 giờ đúng không ạ? Và nó đang là buổi trưa. Mới nha, mới nguyên luôn, chưa sử dụng. Nó còn cái siêu mặt, các anh chị về bóc siêu mặt ra là ok. Bạn này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Mẫu này là 1.450.000. 1.450.000 nhá. 1450 mã 159. Đó, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858585412, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.